tin Canada và thế giới Nhanh chóng Trung thực Chính xác Culture Channel Kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada trong bản tin ngày 25 tháng 5 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Thảm họa xả súng đẫm máu ở bang Texas, Hoa Kỳ, 19 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học. Canada gửi viện trợ quân sự trị giá gần 100 triệu đô la cho Ukraine. Số ca bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận ở tỉnh Quebec tăng lên 15 người. Điều gì đang thúc đẩy giá xăng tăng cao mùa hè này chúng ta sẽ còn chứng kiến những sự kiện thời tiết khắc nghiệt hơn. Sân bay quốc tế Victoria ở tỉnh BC đóng cửa các chuyến bay thương mại do một gói hàng đáng nghi ngờ. Giá thuê ở Vancouver tiếp tục tăng và không có dấu hiệu thuyên giảm. Luật ngôn ngữ dự luật 96 được thông qua hứa hẹn những thay đổi sâu rộng cho tỉnh Quebec. Tròn 3 tháng chiến tranh Nga và Ukraine, hai trăm thi thể được tìm thấy dưới tầng hầm trong tàn tích ở Mariupol. bất mãn về chiến tranh ukraine và các lệnh trừng phạt điện kremlin đang bàn thảo về người kế nhiệm ông putin chiến tranh thúc đẩy giá cả tăng vọt ở châu âu nhiều người đang sống nhờ vào các ngân hàng thực phẩm food banks biến đổi khí hậu làm tăng tỷ lệ nắng nóng chết người gần đây ở ấn độ và pakistan Việt Nam đang đối mặt với thử thách to lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022. Và trong phần tin chi tiết sẽ có thêm những tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị theo dõi sau đây, mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Canada gửi viện trợ quân sự trị giá gần 100 triệu đô la cho Ukraine. Chính phủ liên bang hôm nay thông báo rằng họ đã tập hợp gần 100 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là khoản tiền viện trợ đơn lẻ lớn nhất của Canada, gồm các thiết bị quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga. Khoản tài trợ 98 triệu đô la sẽ bao gồm 20.000 quả đạn pháo 155 ly, loại đạn pháo tiêu chuẩn của NATO và đầu kích nổ. Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand cho biết hôm thứ Ba. Các quả đạn 155 ly không phải là từ kho dự trữ quân sự của Canada mà đã được mua để quyên góp. Loại đạn này tương thích với pháo M777 mà Canada mới tặng cho Ukraine. Canada đã gửi 4 pháo M777 cho quân đội Ukraine để giúp nước này đối mặt với một cuộc tấn công mới của Nga từ phía đông. Bộ Quốc phòng đã xác nhận việc tài trợ M777 nhưng từ chối tiết lộ số lượng súng được vận chuyển cho Ukraine. Khoản đóng góp này là một phần của khoản viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la cho Ukraine được công bố trong ngân sách năm nay. Thủ tướng Justin Trudeau cho hay nguồn cung cấp sữa bột cho trẻ em ở Canada hiện nay vẫn ổn. Nguồn cung cấp sữa bột cho trẻ em của Canada phần lớn vẫn ổn nhưng mà các quan chức Canada đang hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để bảo đảm Canada không bị hụt nghiêm trọng, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hôm thứ Ba. Phát biểu với các phóng viên tại Vancouver, thủ tướng Justin Trudeau thừa nhận đã có một số vấn đề liên quan tới sữa bột cho trẻ em bị dị ứng thực phẩm và trẻ mắc một số bệnh lý nhưng mà nhìn chung canada vẫn ở một vị trí ổn định hơn so với hoa kỳ nơi mà đang trải qua tình trạng thiếu hụt vào tuần trước bộ y tế canada cho biết một số tỉnh đang cạn kiệt nguồn cung cấp các loại sữa bột thủy phân dành cho trẻ sơ sinh và các loại sữa bột dựa trên acid Cơ quan này cho biết họ đang làm việc với các nhà sản xuất để nhập khẩu những sản phẩm này nếu có thể. Thủ tướng Trudeau cho biết Ottawa đang theo dõi tình hình chặt chẽ vì lo ngại rằng những nỗ lực của Hoa Kỳ có thể khiến cho tình trạng thiếu hụt ở Canada trở nên tồi tệ hơn. Nhà máy sản xuất sữa bột lớn nhất của Canada là cơ sở Canada Royal Mill thuộc sở hữu của Trung Quốc ở Kingston, tỉnh bang Ontario, nhưng 100% sản lượng của nhà máy này được xuất khẩu để bán tại Trung Quốc. thủ tướng justin trudeau đã không xuất hiện tại một sự kiện ở tỉnh pc sau khi những người biểu tình đã la hét với những lời sỉ vả chủng tộc thủ tướng justin trudeau đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch tham dự một buổi gây quỹ vào tối thứ ba sau khi hai người phát biểu tại sự kiện này cho biết những người biểu tình la hét với những lời sỉ vả chủng tộc vào những người tham dự chủ yếu là người nam á tại trung tâm hội nghị ở surrey tỉnh pc Thủ tướng Trudeau đã không vào tòa nhà và chỉ nói chuyện với đám đông trong khoảng 3 phút bằng Zoom thay vì trực tiếp phát biểu. Và ông nói rằng không có ai nên bị đe dọa hoặc bị ngăn cản thực hiện các quyền tự do dân chủ của họ bởi vì đó là tất cả những gì đất nước này hướng tới. Thủ tướng Trudeau cho biết ông sẽ trở lại để gặp những người ủng hộ mình ở Surrey trong tương lai và ban tổ chức sự kiện đã nói với những người tham dự rằng họ nên ở lại và thưởng thức bữa tối. Bệnh nhân đậu mùa khỉ nên được cách ly và các nhân viên y tế nên mang các thiết bị bảo hộ. Bệnh nhân bị đậu mùa khỉ nên được cách ly và những người điều trị cho họ nên mang thiết bị bảo hộ cá nhân PPE theo hướng dẫn từ Bộ Y tế Công cộng Ontario cho biết. Cơ quan y tế đã đưa ra một loạt khuyến nghị về việc điều trị bệnh nhân đậu mùa khỉ tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn tỉnh trong một tài liệu phòng chống và kiểm soát nhiễm trùng được công bố vào đầu tháng này. Trong tài liệu Public Health Ontario cho biết, virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền từ động vật sang người hoặc từ người sang người khi tiếp xúc với các vùng tổn thương bị nhiễm bệnh, vảy da, dịch cơ thể hoặc là dịch tiết qua đường hô hấp. Tài liệu cho biết, nó cũng có thể lây truyền khi tiếp xúc với các vật liệu bị nhiễm virus, chẳng hạn như là qua quần áo hoặc là giường ngủ. Theo Public Health Ontario trong lịch sử đã có sự lây truyền hạn chế từ người sang người của bệnh đậu mùa khỉ. Cơ quan này cũng cho biết, phương thức lây truyền chủ yếu giữa người với người là qua chất tiết của đường hô hấp hoặc là tiếp xúc trực tiếp với vùng da bị tổn thương hoặc là với các vật dụng đã bị nhiễm khuẩn. Theo tài liệu, thời gian ủ bệnh trung bình là từ 7 đến 14 ngày nhưng cũng có thể từ 5 đến 21 ngày. Cơ quan y tế cho biết, một người thường dễ lây nhiễm nhất từ khi xuất hiện các tổn thương ban đầu thường là trên lưỡi và trong miệng cho đến khi vẫy bông ra và có da mới cơ quan này cho biết bệnh nhân mắc bệnh nên được đưa vào các phòng cách ly riêng biệt với hệ thống thông gió áp suất âm khi không có những phòng như vậy thì bệnh nhân nên được đưa vào những phòng chỉ có một cửa với điều kiện phải đóng cửa và phải có phương tiện vệ sinh chuyên dụng nhân viên y tế điều trị bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cũng nên đeo các thiết bị y tế PPE bao gồm khẩu trang N95 để được kiểm tra độ vừa vặn, găng tay, áo choàng và đồ bảo vệ mắt như kính bảo hộ hoặc là tấm che mặt. Các khuyến nghị được đưa ra khi các quan chức y tế ở Toronto đang điều tra trường hợp nghi ngờ nhiễm virus đầu tiên của thành phố trong khi đó, tại Quebec, số ca bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận ở tỉnh đã tăng lên 15 ca. Quebec đã xác nhận thêm 10 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số trường hợp lên 15 người trên toàn tỉnh, theo Bộ Y tế cho biết vào hôm thứ ba. Tuần trước thì tỉnh này đã báo cáo những trường hợp nhiễm virus đầu tiên ở Canada, sau khi các nhà chức trách ở đó cho biết họ đang điều tra 17 trường hợp nghi ngờ. Người phát ngôn Bộ Y tế là Robert Miranda cho biết, tỉnh Quebec đang xem xét đặt vaccine chống lại căn bệnh này từ chính phủ liên bang. Bệnh động mùa khỉ chủ yếu xảy ra ở Tây và Trung Phi. Là một bệnh nhiễm virus hiếm gặp tương tự như bệnh động mùa ở người, mặc dù nhẹ hơn. Nó được ghi lại lần đầu tiên ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào những năm 1970. Số trường hợp mắc bệnh ở Tây Phi đã tăng lên trong thập kỷ qua. Gần 20 quốc gia không có nhiều ca bệnh động mùa khỉ đã báo cáo những đợt bùng phát dịch bệnh do virus gần đây với hơn 230 ca nhiễm bệnh được xác nhận hoặc là nghi ngờ, chủ yếu ở châu Âu. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết, phòng thí nghiệm vi sinh vật quốc gia ở Winnipeg cũng đang tiến hành thử nghiệm các mẫu từ tỉnh BC. Bà Tam cho biết, nguy cơ chung đối với dân số là thấp vào thời điểm này, nhưng các nhà nghiên cứu hiện đang làm việc để xác định lý do tại sao bệnh đậu mùa khỉ lại lưu hành ở Canada và các nơi khác trên thế giới phương Tây. Về tình hình giá xăng tiếp tục tăng cao, điều gì đang thúc đẩy giá xăng tăng cao? Người dân Canada đang phải đối mặt với giá xăng cao kỷ lục, khiến việc lái xe trở nên khó khăn hơn và làm tăng chi phí hàng hóa và dịch vụ hàng ngày. Trong năm ngoái, giá xăng đã tăng hơn 50%, đẩy giá 1 lít lên hơn 2 đô la ở nhiều nơi trên cả nước. Đồng thời, lạm phát đang ở mức 6,8% trên toàn quốc, tiếp tục vượt mức tăng lương. Nhưng khi nói đến chi phí xăng dầu, chính xác thì điều gì đã khiến giá xăng tăng kinh khủng như vậy? Giá xăng có thể được chia thành 4 thành phần, giá dầu thô, chi phí để tinh chế thành xăng, tiền chênh lệch từ chủ trạm xăng và thuế. Nguyên nhân chính khiến giá xăng và dầu diesel tăng cao là giá dầu thô, một thùng hiện có giá cao hơn 75% so với hồi tháng 5 năm 2021. Nguồn cung dầu thô đã trở nên hạn chế hơn sau khi Nga bị áp đặt các lệnh trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine, là một nhà sản xuất dầu thô lớn. Việc Nga bị loại khỏi thị trường toàn cầu đã đẩy giá dầu lên 20 đô la Mỹ một thùng kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Và với nhu cầu về xăng tăng cao như thường lệ vào mùa hè, giá thậm chí còn đang leo cao hơn nữa. Hơn nữa thì có một số loại thuế đánh vào xăng dầu, cả ở cấp liên bang và cấp tỉnh. Thuế carbon liên bang cộng thêm 11 cent vào chi phí của mỗi lít xăng. Con số này đang thu hút nhiều chỉ trích khi nhiên liệu đang trở nên đắt hơn. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng thuế carbon là nguyên nhân chính của giá khí đốt cao là một quan điểm sai lầm, theo Trevor Tom, là giáo sư kinh tế tại Đại học Calgary. Ông nói, 11 cent một lít nhìn chung là một mức thuế không nhỏ, nhưng chúng không thúc đẩy sự gia tăng gần đây mà chúng ta đang thấy giá dầu toàn cầu mới là thủ phạm chính và nó lại đang được thúc đẩy bởi những thứ vượt xa tầm kiểm soát của chính phủ Canada. Tuy nhiên, thuế carbon liên bang sẽ tăng. Nó đã tăng 2,2 cent mỗi một lít trong năm nay và sẽ tiếp tục tăng cho đến khi đạt 170 đô la mỗi một tấn vào năm 2030. Các trạm xăng có kiếm được nhiều tiền không? Khi đổ xăng cho xe, bạn có thể nghĩ rằng các trạm xăng chắc hẳn đang kiếm được nhiều tiền nhưng các nhà bán lẻ không giữ lại được quá nhiều từ số tiền bạn phải trả ở trạm xăng. Trên thực tế thì họ đang kiếm được ít lợi nhuận hơn trong nhiều thời điểm hiện tại so với cách đây một năm. Các nhà bán lẻ hiện trung bình thêm 6,9 cent vào giá một lít xăng đã giảm so với mức trung bình là 8,6 cent một năm trước và điều đó có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận của họ đã giảm 20%. Người ta có đang sản xuất nhiều dầu hơn để tăng nguồn cung? các công ty dầu mỏ của Mỹ đã tăng hoạt động khoan lên gần 60% so với năm ngoái. Tại Canada thì hoạt động khoan trong tháng 4 đã tăng 134% so với một năm trước, theo Hội đồng Tài chính và Bộ Tài chính của Alberta. Tuy nhiên, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ là OPEC chịu trách nhiệm về 30% sản lượng dầu toàn cầu. Sau khi giảm sản lượng trong thời kỳ đại dịch, 13 quốc gia xuất khẩu dầu đã và đang gặp khó khăn trong việc nâng cao sản lượng – bất chấp sự thúc giục từ phương Tây khi họ cố gắng tìm một giải pháp thay thế cho dầu của Nga. Ngoài ra, thì chuyên gia cho biết, ngân sách thăm dò dầu khí đã bị cắt giảm đáng kể trong những năm gần đây, góp phần làm cho nguồn cung dầu toàn cầu thắt chặt hơn. Liệu giá xăng sẽ sớm giảm hay không? Các chuyên gia kinh tế cho biết giá xăng luôn biến động trong lịch sử và khó dự đoán. Chúng cũng có xu hướng theo chu kỳ, có nghĩa là chúng tăng trong thời kỳ bùng nổ kinh tế và giảm trong thời kỳ suy thoái. Ví dụ, khi bắt đầu đại dịch, giá khí đốt đã giảm đáng kể xuống mức thấp nhất là 78 cent một lít, khiến các nhà sản xuất dầu phải sản xuất chậm lại. Trong ngắn hạn thì giá cũng có thể thay đổi đáng kể từ ngày này sang ngày khác. Hôm thứ Sáu, giá xăng dầu đã giảm mạnh ở một số nơi trên cả nước. Những biến động này có thể xảy ra do những thay đổi trong thị trường một yếu tố chính có thể làm thay đổi đáng kể giá xăng dầu là cuộc chiến ở ukraine nếu tình hình ổn định hơn các chuyên gia cho biết giá dầu có thể sẽ giảm sẽ còn có những sự kiện thời tiết khắc nghiệt hơn trong mùa hè năm nay một nhà khí tượng cho biết người canada sẽ thấy nhiều thời tiết khắc nghiệt hơn vào mùa hè này sau khi một cơn bão chớp nhoáng đã khiến cho 10 người tại Ontario và Quebec thiệt mạng vào cuối tuần qua. Nhà khí tượng Anthony Fano nói rằng, chúng ta chắc chắn sẽ thấy có nhiều dông bão hơn trong suốt mùa hè, và cũng không ngạc nhiên nếu mà chúng ta có một mùa thời tiết khắc nghiệt hơn bình thường từ vùng Paris cho tới tận bờ biển phía đông. Và ông nói cơn bão vừa rồi đã đánh dấu một sự kiện khởi đầu cho mùa thời tiết khắc nghiệt. và dù ông lưu ý rằng cơn bão đó là một sự kiện xảy ra một lần trong một thập kỷ, trong khi năm 2021 được đánh dấu bởi sự nắng nóng khắc nghiệt và trái rừng ở phía Tây. Ông Fernando nói rằng giông bão có thể sẽ là tâm điểm vào năm 2022. Và ông Fernando dự đoán rằng mùa trái sẽ ít có khả năng xảy ra hơn vào năm 2022 vì mô hình ẩm ướt mát mẻ dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài cho tới tháng 6. Lốc xoáy cũng có thể xảy ra ở một số tỉnh ở trung tâm Central Provinces. Cảnh báo của ông được đưa ra khi mà Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương học Hoa Kỳ cho biết có 65% khả năng sẽ có một mùa bão trên mức trung bình vào năm 2022. Hôm thứ Ba, cơ quan này cho biết có khả năng sẽ có tới 14 cho tới 21 cơn bão được đặt tên trong mùa, kéo dài từ ngày 1 tháng 6 cho tới ngày 30 tháng 11. Trong những cơn bão đó, 6 cho tới 10 cơn bão sẽ trở thành bão có sức gió trên 119 km h trong khi 3 cho tới 6 cơn bão sẽ ở cấp 3 cho tới cấp 5 với sức gió có thể lên tới hơn 175 km h Hầu hết cư dân sẽ có điện trở lại trong 2 đến 3 ngày, nhưng mà công tác dọn dẹp sẽ mất vài tuần. Trong một cuộc họp báo trực tuyến vào ngày thứ ba, thị trưởng Jim Watson cho biết với tốc độ mà các đội hiện nay đang làm việc thì dự đoán hầu hết các cư dân sẽ được khôi phục điện sau 2 đến 3 ngày và ông nói thêm việc dọn dẹp cây đổ và các mảnh vỡ sẽ mất vài tuần. Giám đốc điều hành Hydro Ottawa Bryce Conrad cho biết hôm thứ Ba rằng ông hy vọng tại đa số cư dân sẽ có điện trở lại trong khoảng từ ngày thứ Tư cho tới thứ Sáu. Trên toàn khu vực, 150.000 khách hàng trải dài từ Ottawa đến casino rộng lớn vẫn chưa có điện đến tới trưa ngày thứ Ba. Các quan chức của thành phố nói rằng có khoảng 8 gia đình đã yêu cầu được di dời do hậu quả của cơn bão và họ đã được hỗ trợ. Có khoảng 2.000 người đã sử dụng các cơ sở khẩn cấp của thành phố hôm thứ Hai. Các trung tâm khẩn cấp đã được mở để giúp cho người dân có thể sử dụng điện và nước và thành phố trực thuộc trung ương còn đang nỗ lực xử lý các mảnh vỡ và rác thải thực phẩm. Quý vị nếu biết ai bị ảnh hưởng bởi cơn bão và cần trợ giúp khẩn cấp, hãy cho họ biết địa chỉ các trung tâm này đang được hiển thị trên màn hình. Tại Ottawa có 17 trung tâm, tất cả đều mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, thứ hai và thứ ba bốn địa điểm này đều có phòng vệ sinh, nguồn điện sạc cho các thiết bị sạc, thức ăn và sự giúp đỡ từ hội chữ thập đỏ. Và 10 cơ sở dưới đây cung cấp phòng vệ sinh, vòi hoa sen và nguồn điện cho các thiết bị sạc. Ba cơ sở dưới đây có nhà vệ sinh và chỗ để sạc các thiết bị. Trong khi đó tại Quebec, hàng ngàn người Quebec vẫn không có điện, các nhân viên của sở điện lực vẫn tiếp tục sửa chữa sau cơn bão cuối tuần hơn 133.000 khách hàng của Hydro vẫn không có điện ở Quebec sau cơn bão hôm thứ Bảy. Các đội sửa chữa Hydro cho biết họ đang làm việc suốt ngày đêm, đặc biệt là ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất với sự hỗ trợ từ các tỉnh và khu vực khác để giúp sửa chữa. Hydro Quebec cho biết có thể mất hơn một tuần để khôi phục lại toàn bộ nguồn điện. Vào thời cao điểm của vụ mất điện vào ngày thứ bảy, hơn 550.000 khách hàng không có điện trong số khoảng 4,5 triệu người sử dụng Hydro của tỉnh. Cảnh sát đang điều tra thêm một vụ cướp xe bằng vũ khí khác ở thành phố Toronto. Cảnh sát đang điều tra một vụ cướp xe khác ở Toronto. Trong một thông báo vào tối thứ ba, cảnh sát Toronto cho biết Vụ việc xảy ra ở khu vực Lakeside Park Drive và Overlea Boulevard. Cảnh sát cho biết hai nghi phạm đã được nhìn thấy sở hữu súng. Theo cảnh sát thì chiếc xe đã bị đánh cắp, tuy nhiên không có thương tích nào được báo cáo. Thêm năm người bị bắt giữ sau đêm bạo lực thứ hai tại bãi biển Toronto. Cảnh sát đã bắt giữ năm người sau một đêm bạo lực thứ hai dọc theo vịnh Asbridge của Toronto hôm thứ hai bao gồm một thiếu niên đã bắn pháo hoa vào đám đông và vụ đâm một người đàn ông 23 tuổi. Vụ này diễn ra sau vụ bắt giữ 19 người tại bãi biển Woodbine vào đêm hôm trước, sau khi 7 sĩ quan bị thương, hai người bị bắn và một người bị đâm và hai người khác bị cướp bằng súng. Các sĩ quan nói rằng trong vài giờ vào đêm thứ hai, ba người đã bị bắt vì đốt pháo hoa. Trong đó có một thanh niên 19 tuổi được cho là đã nhắm bắn pháo hoa vào đám đông hai người khác đã được thả vô điều kiện, theo cảnh sát. Cảnh sát cũng cho biết hai người cũng bị bắt trên xe bus TTC sau khi đe dọa bằng súng. Các khẩu súng sau đó đã được thu hồi và được coi là bản sao. Một trong những cá nhân sau đó đã được thả mà không bị kết tội. Một cuộc điều tra đang được tiến hành về vụ đâm một người đàn ông 23 tuổi trong một cuộc hỗn chiến vào thứ hai. Liên quan cuộc đua chức lãnh đạo tại tỉnh Ontario, Thủ hiến đất For củng cố vị trí dẫn đầu trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch bầu cử ở tỉnh Ontario. Thủ hiến đất For và đảng Bảo thủ cấp tiến đã củng cố vị trí dẫn đầu trước cuộc bầu cử ở Ontario vào tuần tới. Một cuộc khảo sát mới cho thấy cuộc khảo sát của Nanos Research với 504 cử tri trưởng thành được thực hiện vào cuối tuần qua. Kết quả cho thấy rằng đảng PC tiếp tục có lợi thế lớn trong số các cử tri đã quyết định và các đảng NDP và Tự do đang trong cuộc đua giành vị trí thứ hai. 37,3% số cử tri dự định bỏ phiếu cho đảng PC, tăng từ 36,1% của tuần trước và 35,4% của tuần trước nữa. Đảng Tự do vẫn ở vị trí thứ hai với 28%, nhưng hiện đang bị thách thức bởi đảng NDP, những người đã giành được 3 điểm trong tuần trước và hiện đang ở mức 23,2% trong số những cử tri đã quyết định còn Đảng Xanh đứng thứ tư với 6,3%, trong khi Đảng New Blue ở 3% và Đảng Ontario ở 1,7%. Cuộc đua khá sát nút trong khu vực đại đô thị Toronto, nơi ông Ford và Đảng PC chỉ dẫn đầu 4 điểm so với Đảng Tự do, nhưng ở phần còn lại của tỉnh, Đảng này dẫn trước Đảng Tự do 15 điểm. Sân bay quốc tế Victoria đóng cửa các chuyến bay thương mại do gói hàng đáng nghi. Các chuyến bay đến từ sân bay quốc tế Victoria đã tạm thời bị hoãn sau khi một gói hàng đáng ngờ được tìm thấy vào chiều ngày thứ ba. Cảnh sát hoàng gia ACMP ở khu vực Sydney North Sydney cho biết gói hàng được tìm thấy ở khu vực check-in tại ga khởi hành. Gói hàng dường như là một vật phẩm mà cảnh sát cho biết nhìn giống như là một thiết bị gây cháy và đội chuyên biệt đã được yêu cầu để kiểm tra bảo đảm nó được xử lý một cách an toàn sau đó thì ACMP cho biết trong một email rằng hiện tại không có mối nguy hiểm nào đối với công chúng và các du khách được yêu cầu tránh đến sân bay và nên kiểm tra tình trạng chuyến bay của họ trực tuyến. trong một bản cập nhật được đăng trên mạng xã hội sau 4 giờ 30 chiều, sân bay Victoria International viết rằng họ đang tiếp tục hợp tác toàn diện với ACMP và các hãng hàng không đang làm việc với các nhóm vận hành của họ để xác định tình trạng của các chuyến bay. Ít nhất là một chuyến bay, chuyến bay AC-8489 của Air Canada từ Calgary đến Victoria đã bị chuyển hướng đến Vancouver do tình huống này. Giá thuê ở Vancouver tiếp tục tăng và không có dấu hiệu thuyên giảm. Vancouver một lần nữa cho thấy là một thành phố đắt rõ nhất ở Canada cho những người thuê nhà. Cùng với việc với mức tăng giá hàng năm cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái, một báo cáo mới đây cho biết Giá thuê trung bình trong thành phố là 2.925 vào tháng 4, tăng 29,9% so với cùng thời gian năm ngoái khi nó còn là 2.331 theo Rentals.ca. Đối với căn hộ một phòng ngủ thì giá trung bình là 2.280 đô la, tăng 13,9% so với tháng 4 năm 2021. Chi phí cho căn hộ 2 phòng ngủ là 3.122 đô la, tăng 16,6% so với năm ngoái. Trong một dự báo được công bố gần đây từ Rentals.ca thì các chuyên gia cho biết những người thuê nhà ở khắp Metro Vancouver có thể thấy giá giảm trong năm 2022. Block Lawson trước đây là người quản lý dữ liệu cho thuê của British Columbia cho Zonda Urban đã chia sẻ những dự đoán của ông và ông nói vẫn còn thiếu nguồn cung một cách trầm trọng trong khu vực kể cả những căn nhà đang chuẩn bị được xây. Thật là không may, sẽ cần thêm vài năm xây dựng cùng với rất nhiều ngôi nhà cho thuê mới để giúp giảm bớt tình trạng thâm hụt nguồn cung lớn hiện nay. Ông nói và lưu ý rằng có khoảng 2.500 căn hộ xây dựng cho thuê được lên kế hoạch cho năm tới. Ngoài ra, một làn sóng nhập cư được dự kiến với sự trở lại của học sinh sau trung học và công nhân văn phòng là các yếu tố sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh đối với một thị trường không có quá nhiều nhà trống. Luật ngôn ngữ dự luật 96 được thông qua hứa hẹn những thay đổi sâu rộng cho Quebec. Dự luật 96 là đạo luật gây tranh cãi của chính quyền tỉnh nhằm bảo vệ tiếng Pháp ở Quebec đã được thông qua tại quốc hội. Dự luật đã được bỏ phiếu 78 thuận 29 chống và được thông qua vào chiều ngày thứ ba với các thành viên đối lập từ đảng tự do và đảng party Quebec khoa bỏ phiếu chống lại nó. Việc thông qua dự luật xảy ra khi một luật sư hiến pháp có trụ sở tại Montreal cho biết ông cùng với một ủy ban gồm có các luật sư khác có kế hoạch phản đối dự luật này trước tòa. Trong khi đó, thủ hiến Quebec, ông François Lagu nói với những người nói tiếng Anh vào chiều thứ ba rằng tỉnh đang đưa ra một lời khứa lịch sử rằng họ sẽ giữ các dịch vụ của họ, và nói ông tin rằng những người nói tiếng Anh đã được phục vụ tốt hơn so với bất kỳ ngôn ngữ thiểu số nào khác. Phản ứng về việc thông qua dự luật trong cuộc họp báo ở Vancouver, Thủ tướng Justin Trudeau nói với các phóng viên rằng ông có quan ngại về dự luật 96 nhưng mà không đưa ra câu trả lời rõ ràng khi được hỏi liệu chính phủ liên bang có can thiệp vào một thách thức pháp lý hay không. Bộ Y tế Canada đã thu hồi thương hiệu Raspberry do nhiễm khuẩn norovirus. Bộ Y tế Canada và Bộ Nông nghiệp đang thu hồi Quả mâm xôi, tức là raspberries, nhãn hiệu Whole Raspberries IQF của Montab do Norovirus. Cuộc thu hồi được ban hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 bởi Bộ Y tế Canada. Thu hồi sản phẩm Below Zero Montab Whole Raspberries IQF 1kg, lot number XT21253. Các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán ở tỉnh Alberta, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario và Quebec. Theo một thông cáo báo chí, các hộp mâm xôi bị thu hồi đã bị cơ quan thanh tra thực phẩm Canada đánh dấu cho sản phẩm IQF Whole Raspberries thuộc nhãn hiệu Below Zero and Montab, có xuất xứ từ Trung Quốc và được phân phối trên khắp Canada. Công ty đã tự nguyện chọn thu hồi sản phẩm được đề cập. Below Zero and Montab đã đồng ý loại bỏ các sản phẩm khỏi thị trường Canada như một biện pháp phòng ngừa. Những người sở hữu sản phẩm bị thu hồi đang được khuyến khích không tiêu thụ chúng và bỏ chúng ngay lập tức. Mặc dù sản phẩm có thể không bị hư hỏng theo bất kỳ cách nào, nhưng chúng vẫn có thể bị nhiễm norovirus. Trong hầu hết các trường hợp, những người tiếp xúc với virus này phát triển các triệu chứng từ 24 đến 48 giờ sau khi tiêu thụ. Các triệu chứng của norovirus bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau quặn bụng. Các trường hợp bị bệnh do norovirus đã được báo cáo cho các cơ quan và có thể liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm này. Vì vậy, hãy kiểm tra tủ lạnh và tủ đông của bạn để bảo đảm an toàn nhé. Về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada, Tính đến tối ngày 24 tháng 5, Canada báo cáo có thêm 3.663 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3.851.329 người, có thêm 25 ca tử vong. Hiện có 288.185 ca còn bệnh và tổng số ca tử vong cho đến nay là 40.706 người. Cho đến nay thì hơn 90,6% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 86,2% đã tiêm hai liều. Có hơn 18,6 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm, tức là 48,7% dân số đã tiêm liều thứ ba. Trên khắp các tỉnh bang, tỉnh Ontario báo cáo có thêm 619 ca bệnh mới và một ca tử vong. Tỉnh Quebec, các quan chức ghi nhận 417 trường hợp mới và 3 ca tử vong. New Brunswick từ ngày 15 tháng 5 tới ngày 21 tháng 5 có 768 trường hợp nhiễm mới và 5 trường hợp tử vong. Prince Edward Island trong 7 ngày qua tỉnh cũng báo cáo có 454 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Vùng lãnh thổ Yukon có 14 ca nhiễm mới và Northwest Territories có 13 ca nhiễm mới. Tất cả các tỉnh còn lại không có cập nhật con số Covid-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký, subscribe vào kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video đến cho nhiều người xem nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây thảm họa vụ xả súng đẫm máu ở bang Texas, 19 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học. Tròn 3 tháng trong chiến tranh Nga và Ukraine, 200 thi thể đã được tìm thấy dưới tầng hầm trong tàn tích của Mariupol. Bất mãn về chiến tranh Ukraine và các lệnh trừng phạt, điểm Kremlin đang bàn về người kế nhiệm ông Putin. Chiến tranh thúc đẩy giá cả tăng vọt ở châu Âu, nhiều người đang sống nhờ vào các ngân hàng thực phẩm food banks. FBI Mỹ đã ghi nhận 61 vụ nổ súng chủ động vào năm ngoái, tăng 52% so với năm 2020. Cơ quan CDC Hoa Kỳ khuyến nghị cách ly lại lần nữa nếu COVID-19 tái phát sau khi dùng thuốc điều trị của Pfizer. Bang Montana Hoa Kỳ cấm thay đổi giới tính trên giấy khai sinh ngay cả sau khi phẫu thuật. Cần Indiana cấm phụ nữ chuyển giới tham gia thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ sinh. Nguyên nhân cái chết của ba du khách Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Sandals Bahamas được tiết lộ trong báo cáo mới. Biến đổi khí hậu làm tăng tỷ lệ nắng nóng chết người gần đây ở Ấn Độ và Pakistan. Lễ tưởng niệm hiếm hoi của Việt Nam về một trận chiến chết chóc trên biển Đông là một thông điệp thầm lặng nhưng trực tiếp tới Bắc Kinh. Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức to lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022. Và trong phần tin chi tiết sẽ có thêm những tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Thảm hỏa xả súng đẫm máu tại Texas 19 học sinh và 3 người lớn thiệt mạng trong một vụ xả súng ở trường tiểu học. Hôm thứ Ba, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường tiểu học chỉ có dưới 600 học sinh ở Texas. Vụ việc đã khiến cho ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có 18 học sinh và 3 người lớn. Người xả súng cũng đã chết. Có 3 người bị thương trong vụ tấn công đã phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng. Tài súng được cho là học sinh tại trường trung học Uvalde và mang quốc tịch Mỹ. Theo thông đốc Great Abbott cho biết, tài súng 18 tuổi này mặc chiếc áo giáp và ám chỉ trên mạng xã hội về một cuộc tấn công sắp tới đã đâm xe bên ngoài trường học và xông vào trường tiểu học Rob ở Uvalde vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương và nổ súng. Theo lời của cảnh sát thì nghi phạm đã giết cả ba của mình trước khi hắn đến ngôi trường tiểu học với hai khẩu súng dài dùng trong quân đội Military Style Rifle, thứ mà hắn đã mua vào ngày sinh nhật của mình. Theo thống đốc Texas, ông Gray Abbott, các sĩ quan phản ứng đã giết chết tên xả súng và lưu ý rằng hai sĩ quan đã bị bắn nhưng mà không có thương tích nghiêm trọng các quan chức vẫn chưa tiết lộ động cơ ngay lập tức, nhưng mà thống đốc xác định kẻ tấn công là Salvador Ramos là một cư dân của cộng đồng người Latino đông đúc. Một nhân viên tuần tra biên giới ở gần đó khi vụ nổ súng bắt đầu đã lao vào trường học mà không đợi sự hỗ trợ và đã bắn chết tài súng. Theo một quan chức thực thi pháp luật nói với điều kiện giấu tên vì anh ta không được phép nói về vấn đề này. Dù vào đi là một thành phố có khoảng 16.000 dân, nằm cách San Antonio khoảng 136 km về phía Tây. Đây là một vụ xả súng chết người nhất tại một trường học ở Mỹ kể từ vụ tấn công gây chấn động ở Sandy Hook, Connecticut xảy ra gần một thập kỷ trước. Phát biểu trước quốc dân và giờ sau đó thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã hỏi Khi nào, nhân danh Chúa, chúng ta sẽ đứng lên chống lại vận động hành lang ủng hộ súng? Ông Biden lúc đó là phó tổng thống khi mà vụ xả súng tại Sandy Hook xảy ra và ông đã hỏi có bao nhiêu học sinh nữa phải chứng kiến cảnh chết chóc và vì sao về tư cách là một quốc gia hoa kỳ lại sống với sự tàn sát như vậy đã tới lúc biến nỗi đau này thành hành động ông nói và đề cập việc thay đổi về luật súng chúng ta sẽ không thể và sẽ không ngăn chặn mọi thảm kịch nhưng mà chúng tôi biết luật về xuống đã giúp ích và có tác động tích cực khi mà chúng tôi thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công các vụ xả súng hàng loạt đã giảm xuống khi mà luật hết hiệu lực thì các vụ xả súng hàng loạt đã tăng gấp 3 lần Ý tưởng rằng một đứa trẻ 18 tuổi có thể bước vào cửa hàng để mua hai vũ khí tấn công là sai. Trước đó thì ông đã ra lệnh treo cờ Hoa Kỳ nửa cột tại tòa bà Đốc và các tòa nhà công cộng khác như là một sự tôn trọng đối với các nạn nhân. Hal Harrell là giám đốc học khu độc lập hợp nhất đi Nói rằng trường tiểu học Rob sẽ đóng cửa trong phần còn lại của năm học và tất cả các hoạt động của trường sẽ hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới harry cũng cho biết là các cố vấn tâm lý sự có mặt bắt đầu từ sáng thứ tư ông harold chia sẻ hôm nay trái tim tôi như nát ra chúng tôi là một cộng đồng nhỏ và chúng tôi sẽ cần có những lời cầu nguyện của bạn để vượt qua điều này thủ tướng canada justin trudeau cũng chia sẻ trong một thuyết rằng trái tim của tôi tan nát cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng kinh hoàng ở texas vào ngày hôm nay tôi đang nghĩ đến cha mẹ gia đình bạn bè, bạn học và đồng nghiệp, những người mà cuộc đời đã vĩnh viễn bị thay đổi. Người Canada đang thương tiếc cùng với bạn và chúng tôi ở bên bạn. Sau đây là một số diễn biến mới nhất về Nga và Ukraine. Trong vòng 3 tháng chiến tranh giữa Nga và Ukraine, 200 thi thể được tìm thấy dưới tầng hầm trong tàn tích của Mariupol. Các nhà chức trách Ukraine hôm thứ Ba cho biết những công nhân đang đào bới đống đổ nát của một tòa nhà chung cư ở Mariupol đã tìm thấy 200 thi thể trong tầng hầm. Con số đau thương này đã đóng góp vào nhiều điều kinh hoàng hơn được đưa ra ánh sáng tại thành phố đổ nát trong cuộc chiến kéo dài suốt 3 tháng vừa qua. Theo ông Petro Andriyushenko, một cố vấn của thị trưởng cho biết các thi thể đang phân hủy và mùi hôi thối bao trùm khu vực xung quanh. Ông không cho biết khi nào thì chúng được phát hiện, nhưng mà số lượng nạn nhân tuyệt đối khiến nó trở thành một trong những vụ tấn công chết chóc nhất được biết đến trong chiến tranh. Trong khi đó, giao tranh ác liệt đã được báo cáo ở Donbass, trung tâm công nghiệp phía Đông mà các lực lượng của Moscow đang có ý định chiếm giữ. Quân đội Nga đã chiếm giữ một thị trấn công nghiệp có nhà máy nhiệt điện và đồng thời tăng cường các nỗ lực bao vây và đánh chiếm Severodonetsk và các thành phố khác. Thống đốc khu vực cho biết 12 người đã thiệt mạng do pháo kích của Nga ở vùng Donetsk thuộc Donbass. Cũng tại khu vực này, thì quân đội Moscow đã tiếp quản thị trấn công nghiệp có tên là Spiklodas, nơi có một nhà máy nhiệt điện và có dân số khoảng 110 người trước chiến tranh, và đồng thời dương cao lá cờ Nga ở đó. Trong khi đó, thì thống đốc vùng Luhansk của Donbass cho biết khu vực này đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn nhất trong 8 năm kể từ khi chiến sự ly khai nổ ra tại đó. Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine đã có dấu hiệu phục hồi sau nhiều tuần bị bắn phá. Cư dân hiện nay đang xếp hàng dài để nhận khẩu phân bột mì, mì ống, đường và các mặt hàng thiết yếu khác trong tuần này. Các lực lượng của Moscow đã rút khỏi xung quanh Kharkiv vào đầu tháng này lùi về phía biên giới của Nga khi đối mặt với các cuộc phản công của Ukraine, mặc dù Nga tiếp tục tấn công khu vực này từ xa. Ukraine cố gắng chống cự nhưng Nga quyết định đánh chiếm Donbass. Cũng trong hôm thứ Ba, các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công tổng lực để bao vây quân đội Ukraine tại hai thành phố, nằm giữa một con sông ở miền đông Ukraine một trận chiến có thể quyết định sự thành bại của chiến dịch chính của Moscow ở phía đông. Xa hơn về phía tây ở Slovyansk, một trong những thành phố lớn nhất ở Donbass vẫn còn nằm trong tay người Ukraine. Tiếng còi báo động của cuộc không kích vang lên vào sáng thứ ba, nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp với một khu chợ chật cứng, trẻ em đi xe đạp và một nhạc sĩ đường phố chơi violin bên siêu thị Hai chiếc xe bus vận tải công cộng đang chạy về phía thị trấn tiền tuyến của Lymen để di tản dân thường khỏi các cuộc pháo kích nặng nề ở đó. Ngoại trưởng Ukraine đã viết trên Twitter rằng cuộc tấn công tàn nhẫn ở Donbass cho thấy Ukraine vẫn cần thêm vũ khí của phương Tây, đặc biệt là nhiều hệ thống tên lửa phóng, phóng tầm xa và xe bọc thép. Cuộc xâm lược kéo dài 3 tháng của Nga, cuộc tấn công lớn nhất vào một quốc gia châu Âu kể từ năm 1945, đã chứng kiến hơn 6,5 triệu người tị nạn ở nước ngoài, biến toàn bộ thành phố thành đống đổ nát và đưa ra các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đối với Moscow. Tổng thống Ukraine Zelensky đã cáo buộc người Nga tiến hành chiến tranh tổng lực và tìm cách gây ra nhiều chết chóc và tàn phá nhất có thể cho đất nước của ông trong 77 năm qua. Chiến tranh đã thúc đẩy giá cả tăng vọt ở châu Âu, nhiều người đang sống nhờ vào các ngân hàng thực phẩm food banks. Trong khi mối đe dọa virus đã giảm dần, nhu cầu về các ngân hàng thực phẩm food banks ở Vương quốc Anh vẫn tăng vọt. Các hóa đơn năng lượng và thực phẩm tăng vọt đang đẩy hàng triệu người vào tình trạng khó khăn tài chính và các ngân hàng thực phẩm cũng như các nhóm cộng đồng như là trung tâm thực phẩm của cô Michelle Donnelly trên khắp Vương quốc Anh cho biết họ không có đủ để nuôi sống số lượng hàng ngày càng gia tăng những người tuyệt vọng đang gõ cửa nhờ giúp đỡ. Cô Donnelly cung cấp hàng tạp hóa và bữa ăn nóng miễn phí hàng tuần cho vài chục người dân thường xuyên ở Hackney, một quận nội thành của London với tỷ lệ bất bình đẳng cao. Gần một nửa số trẻ em ở đó trong cảnh nghèo đói. Kể từ mùa đông, ít nhất 30-40 người mới đã được giới thiệu đến cô ấy chi phí thực phẩm và nhiên liệu ở Vương quốc Anh đã tăng mạnh, với lạm phát lên tới 9% vào tháng 4 là mức cao nhất trong 40 năm. Cùng tháng đó, thì hàng triệu gia đình đã chứng kiến hóa đơn năng lượng hàng năm của họ tăng 54%, lên tới trung bình 700 bản Anh, tức là 863 đô la Mỹ một năm cho mỗi một hộ gia đình. Hôm thứ Ba, thì cơ quan quản lý năng lượng của Anh cảnh báo rằng hóa đơn năng lượng trong nước có thể tăng thêm nữa tăng thêm 800 bản Anh mỗi năm vào mùa thu. Do cuộc chiến của Nga ở Ukraine và nhu cầu phục hồi sau đại dịch đẩy giá dầu và khí đốt tự nhiên lên cao hơn. Các khu vực khác trên thế giới cũng đang gặp khó khăn khi lạm phát bùng phát. Chiến tranh đã làm gia tăng lạm phát trên khắp châu Âu và thế giới, với giá năng lượng, nguyên liệu và thực phẩm tăng với tốc độ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Tình trạng này gây sốc giá cả tại các cửa hàng tạp hóa, các trạm bơm xăng và hóa đơn tiền điện và các công trường xây dựng. Giá dầu và xăng tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát ở châu Âu, là các quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga để tạo ra điện và ngành công nghiệp năng lượng. Lạm phát dự kiến sẽ chạm mức gần 7% trong năm nay tại 27 quốc gia khối châu Âu và đang góp phần làm chậm lại dự báo tăng trưởng. Tại Hoa Kỳ thì các ngân hàng thực phẩm cho biết, giá thực phẩm và giá xăng tăng vọt và lạm phát tổng thể đang làm tăng nhu cầu hỗ trợ của họ. Trong khi chi phí lao động và phân phối của họ đang tăng lên và các khoản đóng góp đang chậm lại. Mọi thứ dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn trong những tháng tới. Ngân hàng Trung ương Anh dự đoán lạm phát có thể đạt đến 10%. Một báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, Vương quốc Anh dự kiến sẽ là nền kinh tế phát triển chậm nhất trong nhóm 7 nền dân chủ hàng đầu vào năm 2023 khi chiến tranh cản trở sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch. Một số tổ chức từ thiện phân phối lại hàng tạp hóa dư thừa từ ngành công nghiệp thực phẩm cho khoảng 1.000 tổ chức từ thiện và trường học trên khắp London cho biết họ giao đủ để thực hiện 30 triệu bữa ăn vào năm ngoái và các nhà bếp sản xuất hàng ngàn bữa ăn như là súp bông cải xanh vào mỗi ngày nhưng vẫn chưa đủ để cung cấp vẫn còn một danh sách chờ đợi gồm hàng trăm tổ chức đã yêu cầu cung cấp thực phẩm nhưng chưa nhận được. Bức tranh tương tự là trên khắp nước Anh. Thủ tướng Anh là bị chỉ trích khi mà hình ảnh về uống rượu của ông tại bữa tiệc ở phố Downing được công bố. Mới đây, những bức ảnh mới về Thủ tướng Boris Johnson uống rượu trong một bữa tiệc rời văn phòng của ông ở phố Downing vừa được công bố. Vụ việc đã dấy lên những cáo buộc của phe đối lập rằng ông đã vi phạm quy tắc COVID-19 mà người nước Anh đã áp dụng vào thời điểm đó. Các bức ảnh do ITV News thu được cho thấy Thủ tướng Johnson đang phát biểu và nâng ly chúc mừng với nửa ly rượu ở trên tay. Chúng đã được chụp tại một bữa họp mặt nhằm vinh danh giám đốc phụ trách truyền thông sắp mạng nhiệm của phố Downing vào tháng 11 năm 2020. Trước đó, sự kiện này đã bị cảnh sát điều tra vì đã vi phạm pháp luật nhưng mà Thủ tướng Johnson đã không bị phạt trong vụ việc lần đó. Những bức ảnh mới dường như đã làm giảm giá trị của một số tuyên bố trước đây của Thủ tướng Johnson vào tháng 12 khi mà được chất vấn tại Quốc hội trước báo cáo và bữa tiệc tại văn phòng của ông vào tháng trước. Thủ tướng Johnson đã nói rằng ông chắc chắn là các quy tắc đã được tuân thủ mọi lúc Chính phủ của ông dự kiến trong tuần này sẽ công bố một báo cáo về các sự kiện được tổ chức tại văn phòng ở phố Downing trong thời gian nước Anh đang đóng cửa vì COVID-19. Trước đây, cảnh sát Anh đã đưa ra 126 khoản tiền phạt liên quan tới bữa tiệc đó. WHO cho biết bệnh đậu mùa khỉ có thể kiểm soát được. Hôm thứ Ba, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sự bùng phát của các ca bệnh đậu mùa khỉ ở phía bên ngoài châu Phi là việc có thể ngăn chặn được, nhất là khi mà chính phủ của nhiều quốc gia trên thế giới vừa thông báo rằng họ sẽ triển khai tiêm chủng có giới hạn để chống lại sự lây lan của virus gây bệnh này. Động thái này được đưa ra sau khi các nhà chức trách đã điều tra 237 trường hợp bị nghi ngờ là mắc bệnh. Cũng như cho đến nay, có 19 quốc gia đã xác nhận có ca mắc bệnh đậu mùa khí kể từ khi bệnh dịch được phát hiện hồi đầu tháng 5. Theo các quan chức của WHO nhận định, thì con số này dự kiến sẽ tăng lên, nhưng mà hầu hết các ca nhiễm trùng cho đến nay đều không nghiêm trọng. Các nhà khoa học cũng không cho rằng đợt bùng phát này có thể tiến triển thành đại dịch như là COVID-19 vì loại virus này không lây lan dễ dàng như SARS-CoV-2. Cũng trong ngày thứ ba thì nước Anh đã báo cáo có 14 trường hợp mới Nâng tổng số lên 70 trường hợp kể từ ngày 7 tháng 5, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã phát hiện các ca mắc đậu mùa khỉ ở một phụ nữ 29 tuổi đến thăm đất nước vùng Vịnh từ Tây Phi. Nước Cộng hòa Séc cũng ghi nhận ca nhiễm đầu tiên của họ. Cho đến nay, vắc xin phòng dịch đậu mùa khỉ đang được triển khai do công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic sản xuất. Công ty hiện nay có thương hiệu Genios ở Mỹ, nơi mà vắc xin được phê duyệt để sử dụng phòng bệnh đậu mùa và bệnh đậu mùa khỉ. Vắc xin của Bavarian Nordic cũng đã được phê duyệt cho bệnh đậu mùa ở châu Âu dưới thương hiệu Invernex. Nhưng một thông tin được ghi trên nhãn cho thấy vắc xin được dùng để điều trị các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ. Trong một diễn biến có liên quan khác, thì Đức đã đặt hàng 40.000 liều vắc xin của Bavarian Nordic để sẵn sàng tiêm chủng cho những người tiếp xúc với bệnh đậu mùa khỉ nếu mà dịch bệnh bùng phát ở Đức trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng mà các quan chức hiện nay đang cân nhắc các biện pháp phòng ngừa khác, chẳng hạn như là khuyến nghị thời gian cách ly ít nhất là 21 ngày cho những người nhiễm bệnh. Cho đến nay, Đức đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, tất cả đều là nam giới. Tại Hoa Kỳ, FBI cho biết đã ghi nhận 61 vụ nổ súng chủ động vào năm ngoái, tăng 52% so với năm 2020. Theo số liệu mới được công bố từ Cục Điều tra Liên bang FBI, Mỹ đã ghi nhận 61 vụ nổ súng chủ động vào năm ngoái, là một con số kỷ lục được ghi nhận trong suốt hơn 20 năm vừa qua. Bên cạnh đó thì tổng số vụ nổ súng trong năm 2021 trải rộng trên 30 tiểu bang cũng đã cao hơn 52% so với năm 2020 và khoảng gấp đôi so với 3 năm trước đó. Theo báo cáo, mặc dù California có một số luật về súng khắc nghiệt nhất ở Mỹ, nhưng tiểu bang này vẫn ghi nhận nhiều vụ nổ súng hơn bất kỳ bang nào khác vào năm ngoái với 6 vụ trong tổng số 61 vụ. Tiếp theo là ở Texas và Georgia với 5 vụ nổ súng được ghi nhận vào năm ngoái. Vụ việc chết chóc nhất năm 2021 là vụ xả súng hàng loạt tại cửa hàng tạp hóa King Super's ở Boulder, Colorado, đã khiến 10 người thiệt mạng. Trong cùng năm, vụ nổ súng tại một cơ sở của FedEx ở Indianapolis cũng đã khiến 8 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Liên quan đến dịch COVID-19, cơ quan CDC Hoa Kỳ khuyến nghị cách ly lại lần nữa nếu COVID-19 tái phát sau khi dùng thuốc điều trị của Pfizer. Theo khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, những bệnh nhân mà bị tái phát các triệu chứng COVID-19 sau khi đã hoàn thành điều trị bằng thuốc Paxlovid của Pfizer nên cách ly lại lần nữa trong vòng 5 ngày. Thời gian gần đây thì hàng chục cá nhân đã báo cáo trên các phương tiện truyền thông xã hội hoặc báo cáo đến CDC rằng các triệu chứng của COVID-19 đã bùng phát trở lại sau khi họ dùng thuốc Paxlovid. Tuy nhiên, phía Pfizer cho rằng trải nghiệm này là rất hiếm. Trong khuyến nghị của mình, cơ quan CDC cho biết các báo cáo cho thấy tình trạng COVID-19 tái phát chỉ với các triệu chứng nhẹ và cho đến nay chưa có báo cáo nào về ca bệnh nặng. Cơ quan này vẫn tiếp tục khuyến cáo thuốc kháng virus dạng uống như một phương pháp điều trị bất chấp khả năng bệnh tái phát. Bên cạnh đó thì thời gian cách ly có thể kết thúc sau 5 ngày nếu bệnh nhân không sốt trong 24 giờ cũng như các triệu chứng đã được cải thiện, nhưng những bệnh nhân này nên đeo khẩu trang trong vòng 10 ngày sau khi bắt đầu có dấu hiệu khỏi bệnh. Theo CDC, một số triệu chứng của COVID-19 quay trở lại có thể là do một phần lịch sử tự nhiên của việc nhiễm SARS-CoV-2 ở một số người, dù cho họ có điều trị bằng thuốc Paxlovid hay không. cũng liên quan đến Hoa Kỳ. Bang Montana cấm thay đổi giới tính trên giấy khai sinh ngay cả sau khi phẫu thuật. Còn Indiana thì cấm phụ nữ chuyển giới tham gia thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ sinh. Chính quyền của thống đốc Montana cho biết, những người chuyển giới sẽ không thể thay đổi giấy khai sinh của mình ngay cả khi họ trải qua cuộc phẫu thuật xác nhận giới tính. Bộ y tế tiểu bang cho biết trong một quy tắc khẩn cấp rằng họ sẽ không ghi danh một giới gender trên giấy khai sinh của mọi người nữa. Thay vào đó là một giới tính, tức là sex, với lựa chọn nam hoặc nữ và mục này chỉ có thể thay đổi trong một số trường hợp hiếm hoi. Theo quy luật thì giới tính là bất biến, trong khi giới là một cấu trúc xã hội có thể thay đổi theo thời gian. Hiện tại thì chỉ có Tennessee, Oklahoma và West Virginia có những lệnh cấm tương tự đối với việc thay đổi giấy khai sinh. Các bang khác gần đây thì cũng đã tìm cách hạn chế quyền của một người chuyển giới, bao gồm cả Indiana, nơi các nhà lập pháp hôm thứ Ba đã phủ nhận quyền phủ quyết của thống đốc và cấm phụ nữ chuyển giới tham gia thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ sinh. Những người phản đối cho rằng dự luật này là một phản ứng cố chấp đối với một vấn đề không tồn tại. Liên minh quyền tự do dân sự Hoa Kỳ của Indiana đã đệ trình một biên bản vụ kiện sau sự thay thế này với hy vọng ngăn cản luật sẽ có hiệu lực như dự kiến vào ngày 1 tháng 7. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà du khách Mỹ tại khu nghỉ dưỡng Sandals Bahamas được tiết lộ trong báo cáo mới. Nguyên nhân cái chết của bà du khách Mỹ tại khu vực nghỉ dưỡng bao trọn gói Sandals ở Bahamas đã chính thức được công bố trong một báo cáo mới. Theo tờ NASA Guardian, thì những du khách Mỹ này đã chết vì ngộ độc khí carbon monoxide. Nhiều tờ báo của Bahamas cũng đã chứng thực tuyên bố này. Và du khách Mỹ này đã tử vong tại khu nghỉ dưỡng Sendo Emerald Bay trên đảo Great Exuma vào ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trong số các nạn nhân thì có Michael Phillips, 68 tuổi, và Robbie Phillips, 65 tuổi. Cả hai đều được phát hiện đã chết trong một căn phòng. Được biết là cặp đôi đang đi nghỉ từ Tennessee Nạn nhân thứ ba, theo cảnh sát cho biết, là Vincent Paul Chiarella, 64 tuổi, đến từ Florida. Người vợ 65 tuổi của ông, Janice Chiarella, được phát hiện còn sống trong căn phòng trong tình trạng sức khỏe không ổn định. Bà đã được đưa tới bệnh viện ở Florida để điều trị và hiện đã được xuất viện. Theo báo cáo, cả hai cặp đôi đã ở trong hai căn biệt thự cạnh nhau trong cùng một tòa nhà tại khu nghỉ mát Sandal, không có dấu hiệu chấn thương trên cơ thể của những người đã mất. Hiện nay chưa rõ liệu gia đình hoặc là những người thân của các nạn nhân có đang yêu cầu bồi thường hay là có hành động pháp lý nào hay không. Biến đổi khí hậu làm tăng tỷ lệ nắng nóng chết người gần đây tại Ấn Độ và Pakistan. Thể có nhà khoa học hôm thứ Hai cho biết, một đợt nắng nóng chết người ở Nam Á vào tháng 3 và tháng 4 có khả năng cao gấp 30 lần do biến đổi khí hậu khi nhiệt độ tháng 4 đạt gần 50 độ C ở các vùng phía Bắc của Ấn Độ và Pakistan, ít nhất là có 90 người đã chết vì các nguyên nhân liên quan tới nắng nóng. Đợt nắng nóng từng mang đến nhiệt độ kỷ lục ở Ấn Độ hồi tháng 3 cũng đã gây ra thiệt hại nặng nề cho lúa mì vụ đông của nước này. Hiện tại thì nhiệt độ trung bình đã ấm lên khoảng 1,2 độ C so với mức trung bình ở thời điểm tiền công nghiệp. Nam Á sẽ có nguy cơ xảy ra những đợt nắng nóng như vậy cao hơn gấp 30 lần và tần suất của nó dự kiến sẽ tăng lên khi mà nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng. Bà Ruth Singh là cố vấn về nguy cơ khí hậu tại trung tâm khí hậu trăng lưỡi liềm đỏ của hội chữ thập đỏ cho biết người dân Nam Á sẽ quen với nhiệt độ nóng bức ở một mức độ nào đó nhưng mà khi nhiệt độ lên tới 45 độ C hoặc là cao hơn việc thực hiện các hoạt động thường ngày sẽ trở nên thật sự khó khăn. Bà xin cho rằng những người làm công ăn lương hàng ngày, chẳng hạn như là người bán hàng rong và công nhân xây dựng, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì họ không có nơi mát mẹ đang nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Các chuyên gia cũng cho rằng số người chết trong đợt nắng nóng sẽ tăng lên khi có thêm nhiều dữ liệu hơn được báo cáo cho các quan chức. Lễ tưởng niệm hiếm hoi của Việt Nam về một trận chiến chết chóc ở trên Biển Đông là một thông điệp thầm lặng nhưng trực tiếp tới Bắc Kinh. Vào tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã bày tỏ lòng kính trọng đối với hàng chục thủy thủ và lính thủy đánh bộ của Việt Nam đã thiệt mạng trong trận chiến với lực lượng hải quân Trung Quốc tại Johnson South Reef, đảo Gạc Ma năm 1988. Trong buổi lễ tưởng niệm trận đánh ở tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Việt Nam ở Phạm Minh Chính đã đặt vòng hoa, thăm hương và viết lời tri ân cho những người hy sinh trong trận chiến. Các hành động có vẻ là không đáng kể, nhưng chúng thực sự chưa có tiền lệ. Việt Nam từ lâu đã tránh thảo luận chính thức hoặc là kỷ niệm trận đánh, một thất bại nhất nhói và vẫn là nguồn gốc của tinh thần chống Trung Quốc. Trong những năm trước thì các sự kiện tưởng niệm do người dân tổ chức và các cuộc biểu tình đánh dấu trận chiến thậm chí đã bị chính quyền Việt Nam trấn áp. Nhưng mà lễ tưởng niệm các chiến sĩ tại Cạc Ma năm nay cùng với các hành động gần đây của Việt Nam ở Biển Đông và các kế hoạch đầu tư quân sự chính thức này có thể là một thông điệp từ Hà Nội tới nước láng giềng lớn hơn, được trang bị vũ khí tốt hơn. Việc Việt Nam chính thức kỷ niệm trận đánh ở đảo Gạc Ma năm nay được coi là một sự khẳng định chủ quyền và như một lời nhắc nhở về Hà Nội đã thách thức nước láng giềng lớn hơn trong quá khứ, một thông điệp cần thiết khi Nga tấn công Ukraine. Trong những năm kể từ trận chiến, Trung Quốc đã nỗ lực biến các rạn san hô và đảo mà họ đã kiểm soát ở Biển Đông thành những pháo đài nhỏ thông qua cải tạo đất Trung Quốc đã mở rộng các địa hình hiện có và xây dựng các đảo nhân tạo để triển khai vũ khí và quân đội. Ngày nay thì đảo Gạt Ma có một hòn đảo nhân tạo rộng 27 mẫu Anh với bến cảng, sân bay trực thăng, trạm radar và các hệ thống vũ khí tầm gần dùng cho hệ thống phòng không và tên lửa. Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền đối với tất cả trường sa và họ đã cố gắng tăng cường khả năng phòng thủ trên các đảo vẫn do mình kiểm soát. Hà Nội cũng đang hiện đại hóa quân đội, bao gồm việc mua 6 tàu ngầm lớp Kilo và tên lửa hành trình tấn công đất liền Caliber từ Nga. Việt Nam cũng đã cải thiện quan hệ với các nước láng giềng trong những năm gần đây, có thể là với mục tiêu chống lại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã tham gia các cuộc tập trận hải quân với Ấn Độ và Nhật Bản, đón tiếp các tàu hải quân của Úc và cải thiện mối quan hệ với kẻ thù cũ của họ, đó là Hoa Kỳ. Mặc dù Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, nhưng mà căng thẳng của họ chưa bao giờ thực sự phai nhạt. Khi Bắc Kinh tiếp tục củng cố quân đội và mở rộng tầm hoạt động, thì Việt Nam đang tìm cách bảo đảm rằng họ có thể bảo vệ lợi ích của mình và tránh lặp lại sự kiện năm 1988. Mưa lớn ở miền Bắc Việt Nam đã khiến ba người thiệt mạng. Sạt lở đất và lũ quét do mưa lớn gây ra đã khiến ba người ở các tỉnh Tuyên Quang và Hòa Bình thiệt mạng, với 260 ngôi nhà bị phá hủy. Hai người ở Tuyên Quang đã thiệt mạng do sạt lở đất, trong khi một người ở Hòa Bình chết do bị lũ quét cuốn trôi, theo cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai công bố vào hôm thứ Ba, nhưng không cho biết chi tiết. Sạt lở đất và lũ quét đã phá hủy gần 260 ngôi nhà ở vùng cao phía Bắc. Nước lũ cũng đã làm thiệt hại 9.500 hectare lúa ở một số địa phương, trong đó Hà Nội bị thiệt hại nặng nhất với hơn 4.000 hecta. Tiếp theo là Tuyên Quang và Phú Thọ, mỗi địa phương bị thiệt hại trên 1.500 hecta. Trận lũ lụt cũng phá hủy 65 hecta nuôi trồng thủy sản và làm chết 900 con gia súc và gia cầm. Trong khi đó, thì mưa lớn đã làm sạt lở 4 tuyến quốc lộ và 5 đường tỉnh lộ, với tổng lượng đất đá đổ xuống ước tính khoảng 25.000 mét khối, làm gián đoạn lưu thông. Một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc đã gây ra những trận mưa bắt đầu từ ngày 19 tháng 5, nhưng những trận mưa lớn nhất đã xuất hiện kể từ thứ Bảy tuần trước. Từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều thứ Ba, lượng mưa đo được là gần 200 mm ở Thái Bình, hơn 130 mm ở thành phố Hải Phòng và 80 mm ở Tuyên Quang, gần 90 mm ở Bắc Ninh và 70 mm ở Thái Nguyên. Theo các nhà khí tượng học cho biết, những trận mưa trên diện rộng sẽ giảm bớt bắt đầu từ thứ tư ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, mặc dù các khu vực miền núi ở miền Bắc có thể tiếp tục mưa trong vài ngày nữa. Việt Nam đang đối mặt với thách thức to lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022. Việt Nam hiện đang gặp thách thức lớn trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6% đến 6,5% trong năm nay. Do những khó khăn đối với nền kinh tế và sự phục hồi toàn cầu chậm hơn dự kiến, khi Việt Nam mở cửa trở lại nền kinh tế, dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu, sau khi nới lỏng các hạn chế về đại dịch, tổng sản phẩm quốc nội GDP đã tăng 5,03% trong quý đầu tiên so với một năm trước đó, nhanh hơn mức tăng 4,72% trong cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu dùng của Việt Nam trong tháng 4 đã tăng 2,64% so với một năm trước đó dẫn đến việc tăng chi phí vận chuyển thực phẩm và xây dựng. Theo phó thủ tướng Việt Nam Lê Văn Thành cho biết, đa tăng trưởng của quốc hội đang gặp khó khăn với sự phục hồi toàn cầu chậm lại do tác động của đại dịch, cuộc xung đột Ukraine và Nga, áp lực lạm phát và giá xăng dầu tăng cao. Ông Thành cho biết một số chuỗi cung ứng vẫn bị gián đoạn trong khi các công ty vẫn phải đối mặt với chi phí đầu vào cao. Theo đó, thì ông cho biết. Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp linh hoạt để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Và tiếp theo sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Một Canada bằng 0,7797 đô la Mỹ và bằng 0,7267 euro. Một Canada thì bằng 18.202 đồng Việt Nam còn 1 đô la Mỹ bằng 23.321 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 111,10 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 114,90 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.862,24 đô la Mỹ một ounce. Và phần tỷ giá cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày 25 tháng 5 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin. Một lần nữa kính mời quý vị đăng ký subscribe vào kênh và nhớ bụng nút chuông thông báo ngay kế bên để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Hoàng Anh, Tuấn Liêm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.